Phật giáo cũng có tri thức, nhưng tri thức Phật giáo tuyệt đối có ít mà không có hại. Tri thức Phật giáo là trí tuệ Bát nhã. Trí tuệ Bát nhã là tri thức do từ bỏ lòng ích kỷ, tự tư, nghiệm chứng được trí tuệ trong tâm, không như tri thức thế gian do tìm hiểu hiện tượng bên ngoài mà có. Theo Phật giáo, người ta sở dĩ không thể liễu sinh thoát tử đều do ngu si mà ra. Ngu si cũng không phải là hoàn toàn không có tri thức. Chúng ta tìm hiểu chữ si trong chữ ngu si sẽ thấy. Chữ si dùng có chữ tri trong chữ tri thức. Nhưng trên chữ si này lại có bộ nạch là bệnh tật. Ý nói, tri thức bệnh hoạn là ngu si ngu si thì tâm tánh ám muội không có trí tuệ để thấu hiểu sự lý nên cũng gọi là vô minh do nơi ngu si nên khởi hoạt tạo nghiệp luân hồi sinh tử chịu khổ vô cùng vì vậy không thể giải thoát không nhận thức được mình đều do ngu si mà ra Ngu si có ngu si về kiến giải tức kiến hoặc và ngu si về tư tưởng tức tư hoặc Ngu si về kiến giải có 5 loại 1. Thân kiến 2. Biên kiến 3. Tà kiến 4. Giới thủ kiến 5. Kiến thủ kiến Ngu si về tư tưởng cũng có 5 loại chính là 5 căn bản phiền não mà văn trên đã giảng một tham dục hai sân hận ba ngu si bốn kiêu mạng năm nghi hoặc trước hết sẽ giải thích ngu si về kiến giải của chúng sinh người ta ai cũng ái chấp năm uẩn của mình là ngã vật ngoài thân là sở hữu của ngã Họ không biết rằng thân mình là do nhân duyên bốn loại năm uẩn hòa hợp mà thành. Giật ngoài thân cũng là huyễn cảnh, vô thường chẳng thể bền lâu. Thân và giật rõ ràng là do nhân duyên hòa hợp mà giả có. Chúng sinh lại lấy giả dối làm chân thật. Đó gọi là thân kiến. Có người cho rằng chết là hết tất cả sẽ không còn người chết như đèn tắt có người cho rằng người chết rồi vẫn còn là linh hồn người trâu ngựa heo dê sau khi chết vẫn còn linh hồn trâu ngựa heo dê những kiến giải chấp thường chấp đoạn thiên lệch một bên như thế gọi là biên kiến lại có một số người thấy mặt trời trăng sao vận chuyển gió mưa điện chớp đúng thời liền nghĩ rằng nhất định phải có đấng thượng đế toàn năng điều khiển tin vào thượng đế dạng năng bài bán không có nhân quả không hiểu được các pháp duyên khởi đây gọi là tà kiến lại có một số người chấp giữ những giới điều phi lý cho rằng đây là cách sinh lên cõi trời để hưởng thụ an lạc như một số ngoại đạo tu học khổ hạnh vô ích hay giết hại sinh vật để cúng tế đây gọi là giới thủ kiến chấp trước một hay nhiều kiến giải như trên lầm tưởng mê vọng cho là chân lý cứu cánh đây gọi là kiến thủ kiến kế đây sẽ giải thích ngu si về tư tưởng gặp được những gì mình yêu thích liền khởi tâm tham trước nhân tâm tha mái mà sinh tâm keo kiệt do tâm có tham lam về ngã tức ngã tham ái luyến về ngã tức ngã ái nên hình thành tâm tự tư đây gọi là tham dục gặp chuyện trái ngang liền sinh tâm sân hận phàm không biết nhẫn nại sinh ra tranh cãi hơn thua với người hoặc âm mưu làm hại oán trời trách người đều gọi là sân hận không biết thức tỉnh sáng suốt suy xét lung lòng mặc ý chạy theo vật dục không thích nghe điều thiện lại ham làm việc ác như ta khuyên người tu học làm phước họ lại cho là mê tín dù ít còn kẻ rủ rê họ rượu chè bài bạc thì lại được khen là có giao tình mê muội điên đảo như vậy gọi là ngu si thấy mình hơn người Ý mình lớn hiếp người khác có bảy loại tất cả mạng quá mạng mạng quá mạng ngã mạng tăng thượng mạng ti mạng tà mạng vân vân đều gọi là kiêu mạng chú thích Mạng có nhiều cách phân loại khác nhau. Theo Đại Tỳ Bà Sa Luận Quyển 43, câu xá luận Quyển 19 nói mạng có bảy loại. Một, mạng đối với người kém hơn cho rằng mình hơn họ, đối với người bằng mình cho rằng mình bằng họ, nên khởi tâm cao mạng. Hai, quá mạng đối với người bằng mình lại cho là mình hơn họ, đối với người hơn mình lại cho mình bằng họ. 3. Mạng quá mạng, đối với người hơn mình lại cho rằng mình hơn họ. 4. Ngã mạng, đây là cái mạng căn bản của bảy loại mạng. Đó là đối với thân do năm uẩn hòa hợp, do chấp trước ngã, ngã sở, ý vào cái ngã này nên khởi lòng cao mạng, bên trong chấp ngã nên cho rằng tất cả đều không bằng ta. Bên ngoài chấp ngã sở, tức cái của ta. Nên phàm cái của ta bao giờ cũng hơn cái của người. năm Tăng thượng mạng Đối với những quả vị hay đức hạnh mà mình chưa chứng đắc, lại cho rằng mình đã chứng. 6. Ti mạng đối với người vượt hơn mình rất xa lại cho rằng chỉ hơn mình không bao nhiêu hay tuy thừa nhận người đó hơn mình xa mình rất kém cỏi song không chịu khiêm tốn học hỏi bảy tà mạng không có đức độ mà lại cho rằng mình có đức độ đối với sự lý chân thật còn do dự không quyết định đợi với chân lý không khởi chánh tín đem phàm tình so lường thánh trí đó là nghi hoặc chúng sinh vì có ngu si về kiến giải ngu si về tư tưởng như trên nên phải chịu luân hồi sinh tử sinh tử cũng có chia ra phần đoạn sinh tử và biến dị sinh tử sinh tử trong sáu nẻo luân hồi do nghiệp thiện ác hữu lậu chiêu cảm ra thân quả báo khi này khi khác đó gọi là phần đoạn sinh tử các bậc thánh giả tuy hết phần đoạn sinh tử song chưa chứng được quả phật cứu cánh vẫn còn biến dịch sinh tử sinh tử này không có hình sắc đẹp xấu cũng không có thọ mạng dài ngắn mà chỉ là sự chấm dứt mê tưởng chứng ngộ pháp thân trong từng giai đoạn sự thay đổi từng giai đoạn từ mê đến ngộ này gọi là biến dị sinh tử bồ tát giác ngộ nhất định phải tìm cách chấm dứt ngu si và sinh tử bồ tát mong mỏi học rộng pháp thế gian và xuất thế gian nghe nhiều thánh giáo tăng trưởng trí tuệ thành tựu vô ngại biển tài giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho mọi người đều được hạnh phúc đem niềm quan hỷ trang hòa khắp trong cuộc đời. Trong kinh nói đến ngu si liền đem bóng tối ra ví dụ và trí tuệ được biểu trưng bằng ánh sáng. Bồ Tát học rộng nghe nhiều thì ánh sáng trí tuệ lần lần tăng trưởng đẩy lùi bóng tối ngu si. Kinh 42 chương nói Phàm người thấy đạo như cầm đuốc đi vào phòng tối. Bóng tối liền tan, chỉ còn ánh sáng. Cũng vậy, học đạo thấy được chân lý, vô minh liền diệt mà tuệ giác còn mãi. Cho nên, trí tuệ là con thuyền kiên cố vượt qua biển cả sinh già bệnh chết, là ngọn đèn sáng lớn phá tan bóng tối vô minh, là phương thuốc hay trị lành tất cả tâm bệnh, là chiếc búa bén đốn ngã cội cây phiền não. Vì vậy, nói Phật học có nghĩa là tuệ học. Ba môn vô lậu học của Phật giáo là giới định tuệ. Tuệ có ba loại. Trí tuệ do nghe Pháp thành tựu, văn sở thành tuệ. Trí tuệ do tư duy thành tựu, tư sở thành tuệ. Trí tuệ do tu tập thành tựu, tức tư sở thành tuệ tu sở thành tuệ thái hư đại sư từng nói từ trí tuệ do nghe pháp thành tựu mà xây dựng lòng tin từ trí tuệ do tư duy thành tựu mà nghiêm trì cấm giới từ trí tuệ do tu tập thành tựu mà tương ưng định tâm tại sao nói từ trí tuệ do nghe pháp thành tựu mà xây dựng lòng tin vì nhờ nghe phật pháp mới khai mở trí tuệ hiểu rõ chánh pháp nhờ hiểu rõ nên sinh lòng tin kiên cố cho nên cổ đức nói phật pháp như biển cả chỉ có lòng tin mới có thể giàu được đến với phật giáo bước trước nhất phải có lòng tin lòng tin này nhất định phải được xây dựng trên sự nghe hiểu phật pháp nếu chưa nghe hiểu phật pháp chưa nghiên cứu kinh luận chưa thông hiểu đạo lý căn bản trong đó thì không thể nào có lòng tin chân chánh được vì sao nói từ trí tuệ do tư duy thành tựu mà nghiêm trì cấm giới nhờ nghe phật pháp mà xin khởi lòng tin rồi từ lòng tin mà có sự tư duy tìm hiểu chánh pháp nhận thấy đúng đắn có ích lợi nên tuân thủ làm theo lấy trí tuệ do nghe thành tựu để thể nghiệm hành vi của mình trong khi khởi tâm động niệm cũng lấy đó làm tiêu chuẩn để phân định thiện ác đúng sai rồi lần lần sửa đổi những tư duy sai lạc những thói quen không tốt trong cuộc sống như thế đối với chánh pháp càng lúc càng thể nghiệm liễu tri sâu sắc hơn đó gọi là trí tuệ do tư duy thành tựu trí tuệ do nghe thành tựu là trí tuệ tri hành hợp nhất hạnh giải tương ưng là trí tuệ đoạn trừ hết mọi việc ác thực hiện tất cả điều lành có thể hoàn thành giới hạnh cho nên nói từ trí tuệ do tư duy thành tựu mà nghiêm trì cấm giới vì sao nói: Từ trí tuệ do tu tập thành tựu mà tương ngưng định tâm? Trí tuệ do nghe thành tựu là tinh hiểu tính giải. Trí tuệ do hành trì thành tựu là hành trì. Dựa trên cơ sở đó tu tập rèn luyện tâm ý đến mức độ thành thục sẽ được định tâm. Khi thân tâm an trú ở thiền định sẽ cảm thấy vô cùng khinh an vắng lặng đoạn tận mọi phiền não đây chính là từ trí tuệ do tu tập thành tựu mà tương ưng định tâm hàng bồ tát sơ học muốn tăng trưởng trí tuệ trước hết phải học rộng nghe nhiều học rộng nghĩa là rộng tu học giới định tuệ không nên có thành kiến môn hộ hay cậy mình chê người Ngày nay có một số người tu học Phật pháp, nếu là người niệm Phật thì bảo ngoài kinh A Di Đà ra không cần phải xem các kinh khác. Người tham thiền lại bảo không cần niệm Phật làm gì. Đây thật là trái ý chỉ Bồ Tát học rộng quá xa. Bình thường tôi đi hành cước các nơi cũng thường nghe người ta hỏi tôi tu học theo tông nào. Vấn đề này tôi thật khó trả lời. Phật Pháp đâu cần nhất định phải nhìn bằng con mắt tông phái. Phật Pháp là toàn thể. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Cần gì phải phân tông, lập phái, để rồi tự tôn tự đắc. Bồ Tát không những phải học rộng kinh luật luận ra, còn phải nghe nhiều chánh pháp. Nghe nhiều tức đa văn là dựa vào nhĩ căn trong các căn nhĩ căn thông lợi hơn cả kinh Lang nghiêm nói bồ tát quán âm có nhĩ căn viên thông do vì tai hơn hẳn mắt tai có ba món chân thật một thông chân thật đây là nói mắt có chướng ngại thì không thể thấy còn tai có chướng ngại thì vẫn có thể nghe được âm thanh hai Duyên chân thật, đây là nói mắt chỉ có thể xem một hướng phía trước, còn tai có thể đồng thời nghe âm thanh mười phương truyền đến. Ba, thường chân thật, từ quá khứ truyền đến hiện tại, từ hiện tại truyền đến vị lai đều nhờ sự nghe biết của nhĩ căn. Tu học Phật pháp, học rộng là điều vô cùng quan trọng, mà nghe nhiều quân tập chánh pháp cũng là việc hết sức cần thiết. Một vị Bồ Tát học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, mục đích không phải chỉ vì giải thoát cho mình, mà còn vì thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả, khiến mọi loài chúng sinh đều được đại an lạc. Muốn thuyết pháp độ sinh, chủ yếu phải có vô ngại biện tài. Biện tài không phải là biện luận, không phải là thế trí biện thân. biện luận hay thế trí biện thông chẳng qua là dùng xảo biện để chiết phục đối phương còn biện tài của bồ tát là từ trong trí tuệ văn tư tu ung đúc mà lưu xuất ra nói đến biện tài chúng ta không nên cho rằng nói thao thao bất tuyệt là vô ngại biện tài có khi ta nói càng nhiều lại càng làm cho người nghe đã không quan hỷ lại còn chán ghét đại triết gia socrates dạy phương pháp diễn giảng cho thanh niên học phí mỗi người là mười đồng một hôm có một thanh niên đến ghi danh sau khi đóng học phí anh ta nói với socrates đủ thứ chuyện nào là vì sao anh ta phải học diễn giảng cho đến học tập diễn giảng có lợi ích gì vân vân đợi một hồi lâu đến lúc anh ta nói xong socrates lại đòi thêm mười đồng học phí nữa anh ta rất không vừa lòng hỏi người khác đến học diễn giảng thầy đều lấy có mười đồng học phí tại sao lại đòi em thêm mười đồng socrates thông thả trả lời người khác trả mười đồng học phí vì tôi chỉ dạy cho họ cách diễn giảng nay sở dĩ thu học phí anh gấp đôi vì tôi chẳng những dạy anh biết cách ăn nói mà còn phải dạy anh biết cách im lặng không có chuyện gì mà lải nhải nói mãi khiến người ta phát chán bắt họ phải bị nghe thật là việc rất khổ não trong kinh duy ma ghi cư sĩ duy ma thị hiện bệnh tật có rất nhiều bồ tát la hán đến thăm bệnh ông trước giường bệnh các vị cùng bàn luận về pháp môn bất nhị thế nào là pháp môn bất nhị sau khi ba mươi vị bồ tát trình bày qua ý kiến của mình ngài duy ma hỏi bồ tát văn thù sư lợi thế nào là bồ tát nhập pháp môn bất nhị bồ tát văn thù đáp theo ý tôi đối với tất cả pháp không ngôn ngữ không thuyết minh không chỉ bày không phân biệt lìa các vấn đáp đó là nhập pháp môn bất nhị kỹ đó bồ tát giang thù lại hỏi cư sĩ duy ma chúng tôi ai nấy đã nói rồi xin nhân giả nói thế nào là bồ tát nhập pháp môn bất nhị lúc đó Duy mà im lặng không nói Giang thù sư lợi liền khen ngợi Lành thay, lành thay Cho đến không có văn tự, ngữ ngôn Mới thật sự nhập pháp môn bất nhị Chỗ này thật sinh động biết bao Khéo léo biết bao Dùng vô ngôn mà nói Vô ngại biện tài đến như vậy Thật vô cùng tuyệt diệu Qua đó có thể thấy thuyết pháp không phải ở nói nhiều đương nhiên vô ngôn biện tài là cảnh giới cao nhất của ngôn ngữ trong kinh đại bát nhã ghi lại tôn giả tu bồ đề là vị khéo nói nghĩa không một hôm đang ngồi yên trong núi rừng bỗng thấy rất nhiều chư thiên đang rải hoa cúng giường giữa hư không những đó hoa trời ngũ sắc rơi đầy bên mình Tôn giả thấy vậy hỏi Ai đang rải qua thế? Thưa tôn giả Tôi là trời đế thích Vì Ngài khéo nói lý không bát nhã Nên tôi mang qua đến rải cúng dường Tu Bồ Đề đáp Tôi ngồi yên vốn không có nói Ngài đã không nói Tôi cũng không nghe Thì tại sao lại rải qua cúng dường? không nói không nghe mới là bát nhã chân thật qua đó chúng ta có thể thấy thánh giả bồ tát thành tựu biện tài không phải là suốt ngày nói đến ăn mà bụng lại đói điểm châu báo, song là của người khác còn mình thật sự không được chút lợi ích nào như tu bồ đề không có mở miệng mà trời đế thích khen ngài thuyết bát nhã hay quá không nói mà nói đây mới là biện tài chân chính biện tài được chia làm bốn loại một pháp vô ngại biện tài là thông suốt không ngăn ngại đối với ngôn ngữ văn tự trong giáo pháp hai nghĩa vô ngại biện tài là thông suốt không ngăn ngại đối với nghĩa lý chứa đựng trong giáo pháp ba từ vô ngại biện tài là tinh thông lưu loát đối với các ngôn ngữ văn tự bốn nhạo thuyết vô ngại biện tài là có trí tuệ về ba loại biện tài trên nên có thể thuyết pháp một cách an lạc tự tại khiến chúng sinh được giác ngộ hạnh phúc ngoài biện tài thuyết pháp không lời của bồ tát và các bậc thánh giả ở trên ra Đại sư trí giả giảng kinh diệu Pháp liên quan. Suốt ba tháng mới giảng xong chữ diệu. Pháp sư đạo sinh giảng kinh ở núi Hổ Khưu, tỉnh Tu Châu, khiến cho đá phải gật đầu. Bồ Tát Quán Thế Âm đối mươi 33 loại chúng sinh, dùng 19 thứ phương tiện ngữ ngôn để thuyết Pháp. Pháp sư An Thế Cao dịch giả kinh này có thể thông hiểu tiếng của loài chim thú dân dân đều là vô ngại biện tài. Thành tựu biện tài như thế đương nhiên có thể giáo hóa được tất cả chúng sinh. Mục đích giáo hóa chúng sinh là đem lại niềm vui lớn cho tất cả mọi loài. Niềm vui lớn không phải là năm món dục lạc ở thế gian, cũng không phải là đem vật chất ra thỏa mãn lòng ham muốn của người ta để đổi lấy sự tín ngưỡng. Nói được niềm vui lớn là có thể khiến tất cả chúng sinh trong chính pháp giới xa lìa ngu si sinh tử, thoát khỏi khổ não trong ba cõi, chứng được niềm vui lớn của niết bàn cứu cánh. Dịch thư Điều thứ năm, nằm lòng giác biết vì ngu si muôn kiếp tử sanh bồ tát phát nguyện tu hành nghe nhiều học rộng pháp lành như lai để tăng trưởng gia tài trí tuệ và tựu thành xuất thí biển tài giảng kinh giáo hóa muôn loài cho niềm vui lớn cùng ngồi tòa sen biểu đồ sáu tóm tắt nội dung điều giác ngộ thứ năm điều giác ngộ thứ năm đối với phàm phu và bồ tát trong đó phàm phu thân kiến biên kiến tà kiến giới thủ kiến kiến thủ kiến tham dục sân hận ngu si kiêu mạng nghi hoặc dẫn đến kết quả ngu si nên sinh tử đối với Bồ Tát thì tự lợi và lợi tha. Trong đó tự lợi, cầu giải thoát, học rộng giới định tuệ, khai trí tuệ, nghe nhiều phân tư tu. Trong lợi tha thì thuyết pháp thành tựu biện tài, pháp nghĩa từ lạc thuyết vô ngại. Độ sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh trong chính cõi từ tự lợi và lợi tha dẫn đến đều cho niềm vui lớn. Bố thí là căn bản để rộng độ chúng sanh. Phiên âm. Đệ lục giác tri, bần khổ đa oán, hoành kết ác duyên. Bồ tát bố thí, đẳng niệm oan thân, bất niệm cựu ác, bất tắng ác nhân. Dịch nghĩa: điều giác ngộ thứ sáu nghèo khổ hay oán hờn thường kết ngang duyên ác bồ tát hành bố thí bình đẳng với oán thân không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác giảng giải trong đoạn kinh trên trước hết chúng tôi sẽ nói quan điểm về giàu nghèo trong thế gian theo phật giáo trong đời này người có tiền ở nhà cao cửa rộng ăn món ngon vật lạ người không tiền kiếm nhà tranh ở cũng khó ba bữa ăn chưa chắc đã no người nghèo hèn lúc gặp vận may của cải vào như nước người giàu sang khi gặp vận rủi phải lưu lạc xin ăn đây là những điều thường thấy trong đời cho nên nghèo hèn không phải nghèo hèn mãi giàu sang cũng chẳng phải giàu sang hoài nghèo hèn là do sang tham giàu sang là nhờ hỷ xã theo cách nhìn phật giáo giàu và nghèo không phải ở nơi có tiền hay không tiền nên biết nghèo khổ không phải là nói người không có tiền bạc châu báu dù cho người có vàng bạc ngọc ngà chất đầy như núi mà không có đạo đức không có học vấn không có phước tuệ vẫn gọi là nghèo khổ trên đời này người có tiền rất nhiều nhưng họ không biết khéo sử dụng tiền bạc nên trở lại bị tiền bạc sai sử làm tôi mọi cho nó chỉ cần có tiền là chuyện gì họ cũng dám làm dù phi pháp xấu xa đến mấy những người này tuy có tiền nhưng không có trí tuệ không biết dùng tiền vào chỗ hữu dụng ngược lại còn gây ra đau khổ nên vẫn là nghèo khổ người nghèo khổ thì dễ dàng khởi tâm oán giận họ do thấy mình khốn khổ gian nan nghèo cùng không nên nương tựa nên thường sinh tâm oán trời trách người ghen ghét với kẻ phước to học rộng buồn giận với người sang quý tài cao thậm chí tìm trăm mưu ngàn kế để hại người gây ra biết bao ác duyên tạo thành vô số ác nghiệp. Người nghèo khổ hay oán giận những gì? Thứ nhất là trên oán trời. Họ hận Bồ Tát sao không gia hộ, trách thần minh sao chẳng hiển linh. Có những người chỉ vì cầu tài lợi trước mắt mà bị tà giáo dụ dỗ, làm mê hoặc, ngay cả bài vị tổ tông cũng đem đi bán. Đây là điều mà các địa phương như Cao Hùng, hoa liên, vân vân ở Đài Loan thường xảy ra. Thứ hai là dưới oán thế gian. Một mai gặp lúc nghèo khổ, thất chí, lại trách xã hội như thế này, chủ nghĩa như thế kia, chế độ như thế nọ. Thứ ba là trong oán gia đình quyến thuộc. Có nhiều người ra ngoài gặp nhiều chuyện bực mình, về nhà lại đem vợ con ra hành tội khi không có tiền họ lại trách người trong nhà vô dụng đó gọi là thiếu gạo vợ chồng sinh lắm chuyện thứ tư là ngoài oán thầy bạn người thất nghiệp thường không trách mình thiếu tài chuyên môn lại cứ trách bạn bè không chịu giúp đỡ những trường hợp do nghèo khổ sinh ra oán giận như trên không những chỉ làm khổ cho mình mà còn làm khổ cho người nếu về mặt vật chất không dư giả, nhưng về mặt tinh thần lại biết tu dưỡng, thì cuộc sống của chúng ta, dù đạm bạc, vẫn thấy an vui. Người không có tiền mà có trí tuệ đạo đức vẫn không phải là người nghèo khổ và cũng không bao giờ oán trời trách người. Thuở xưa, nhan hồi nghèo đến nỗi chỉ có cơ một giỏ, nước một bầu, ai thấy cũng đều tội nghiệp, mà ông vẫn sống an lạc như thường cho nên nghèo khổ hay oán hờn không phải chỉ đánh giá trên mặt kinh tế hàng ẩn sĩ ở núi sâu bậc đầu đà nơi cổ tự họ tuy thiếu thốn về mặt của cải vật chất song về mặt tinh thần lại giàu có không ai sánh bằng người nghèo khổ suốt ngày không biết tu tạo phước đức chỉ biết kiếm tiền trên đời không ai giàu ba họ vì cho dù thần tài hoan hỷ cho bạn tiền, nhưng đằng sau thần tài còn có quỷ nghèo đi theo đòi lại. Thực ra, dù mình có tiền mà không biết đủ, thì thần tài cũng không thể nào làm ta vui lòng. Nếu không biết đủ, gia tài dù muôn vạn vẫn cảm thấy nghèo khổ. Và như vậy, oán giận cũng càng nhiều, ác duyên càng kết nối, ác nghiệp càng gây tạo vô số người tu học đạo bồ tát không luận là nghèo giàu đều không oán trời trách người trái lại bồ tát còn nguyện đem vật sở hữu của mình ra bố thí cho người bố thí đây là cách phát tài tốt nhất phần đông người ta nghĩ rằng bố thí là cho người và đã cho người thì làm sao mình phát tài cho được thật ra đạo lý này rất đơn giản như một đám ruộng nếu ta không gieo trồng làm sao có thu hoạch không có hạt giống tu tập bố thí thì làm sao có hoa trái giàu sang chư phật bồ tát có ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp là do nhiều đời nhiều kiếp tu hạnh bố thí mà được hành giả đại thừa tu học lục độ vạn hạnh lấy bố thí làm đầu trong sáu ba la mật tâm bồ đề tâm từ bi của chúng ta phải được nuôi dưỡng từ hành động bố thí thuở xưa có một bà cụ nghèo hẹn than với tôn giả ca chiên viên về sự cực khổ nghèo đói của mình nghe xong ngài nói bà vì nghèo mà chịu khổ sao không bán phức cái nghèo đi cái nghèo có thể bán được sao bà cụ kinh ngạc kêu lên và tiếp theo hỏi cái nghèo nếu bán được thì ai mà chẳng muốn bán vậy trên đời này đâu còn ai nghèo hơn nữa có ai chịu mua cái nghèo đâu bảy bán cho ta tôn giả điềm nhiên đáp bà lão liền xin tôn giả chỉ cách bán cái nghèo tôn giả khai thị hãy bố thí đó là cách bán cái nghèo bà nên biết giàu nghèo trong đời đều có nhân duyên người nghèo hèn do đời trước không biết bố thí tu phước. Do đó, bố thí là cách bán nghèo mua giàu tốt nhất. Bà cụ nghe rồi trí tuệ khai phát, từ đó biết tu tạo phước đức và hành Bồ Tát Đạo. Nhưng có người sẽ nghĩ như vậy. Người có tiền đương nhiên có thể làm việc bố thí, còn nghèo khổ như bà cụ này thì lấy gì mà bố thí? nói đến bố thí nhiều người nghĩ phải có tiền bạc của cải mới bố thí được nhưng thực ra bố thí có nhiều phương diện không phải nhất định đem tiền bạc của cải ra cho người mới là bố thí dù chúng ta nghèo đến nỗi không có một chút gì cũng vẫn thực hành hạnh bố thí được ví dụ khi chúng ta gặp ai mình đưa tay vẫy chào anh mạnh khỏe hoặc hỏi anh ăn cơm chưa? Hay anh từ đâu đến? Cảm ơn anh. Mời ngồi. A Di Đà Phật. Nếu bạn làm được như thế, thì không những sẽ gieo duyên tốt với người, mà còn thực hành được việc bố thí ngôn ngữ. Ngoài điều này ra, lúc bạn tiếp xúc với người mà mỉm cười, nét mặt hoan hỷ, chú ý lắng nghe, vân vân, đây chính là bố thí vẻ mặt. Thấy người lạc đường thì chỉ lối hay dắt họ đi. Thấy người khiên đồ không nổi thì sách hay khiên dùm họ. Thấy người làm không được thì giúp họ làm. Đây gọi là bố thí thân hành. Thấy người chịu khổ sinh tâm thương xót. Thấy người bố thí sinh tâm hoan hỷ. Đây chính là bố thí tâm ý. Những cách bố thí, ngôn ngữ, vẻ mặt thân hành, tâm ý nêu trên, ai nếu muốn đều có thể làm được. Phật Pháp không phải là hàng trưng bày, cũng không phải thuộc về quý tộc. Phật Pháp là đại chúng, ai ai cũng có thể phụng hành Phật Pháp. Kinh nói bố thí có ba cách, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là đem tiền của phẩm vật ra giúp cho người pháp thí là đem tri thức kỹ thuật chánh pháp ra dạy cho người vô úy thí là bảo vệ công lý chính nghĩa vì xã hội dẹp trừ bạo loạn giúp tinh thần của mọi người được an ổn không lo sợ hành bố thí là điều dễ dàng nhưng thực hành bố thí đạt đến chỗ cả ba đều không là điều rất khó khi bố thí người ta dễ nảy sinh ra tâm lý mong người cảm ơn báo đáp hay ca ngợi công đức của họ chẳng những vậy họ còn cảm thấy mình bố thí được là điều hết sức vinh dự hay khinh rẻ người nhận vật bố thí nếu đem tâm như thế ra bố thí chỉ là hạnh lành ở thế gian mà không phải hạnh bố thí của Bồ Tát. Trong Phật Pháp, bố thí cần phải đặt trên nền tảng cả ba đều không. Một, không có bản ngã ta là người bố thí. Hai, không có thấy đây là người thọ thí. Ba, không thấy kia là vật bố thí. Trong Phật Pháp, hành hạnh bố thí mà không thấy mình hành bố thí tu công đức mà không thấy mình được công đức. Thật ra, mình không cầu công đức, công đức lại càng vô lượng. Đó gọi là Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tâm tiếp liễu, liễu xanh tươi. Bố thí cho người thân hay người mình yêu mến thì dễ. Bố thí cho người mình oán hận, đó mới là điều rất khó biếu quà cho người mình yêu thích là vì thỏa mãn lòng yêu mến của mình còn biếu quà cho kẻ mình không thích mới thật là hành hạnh bố thí vì thế bồ tát bố thí phải bình đẳng oán thân không luận chúng sinh là kẻ oán hay người thân bồ tát đều bố thí một cách bình đẳng nếu có người xưa kia làm hại mình nay gặp lúc họ mắc nạn nhờ mình cứu giúp trong lòng ta nhất định sẽ không mấy bằng lòng, hoan hỷ giúp đỡ. Đây là do tâm từ bi của chúng ta không đủ. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến nhân cách của Pháp Sư Từ Hàng. Pháp Sư đã kể một chuyện mà bản thân gặp phải như sau. Khi Pháp Sư giữ chức y bác, tên một chức sự trong tầm lâm, ở Cổ Sơn, một hôm Ngài đi vệ sinh quên mang theo giấy nên xin vị trà đầu là người lo việc trà nước trong chùa cũng đang đi vệ sinh bên cạnh vị này vốn là người xấu tính nên lấy giấy đã dùng rồi đưa cho khiến tay ngài cầm dính dơ vị kia trêu chọc người như vậy gặp ai khác chắc đã nổi giận nhưng pháp sư vẫn điềm nhiên như không một hôm pháp sư từ hàng dời phòng việc kia lại đến pháp sư mới nói với ông ấy ông đến thật may quá Giờ ông giúp tôi xem chừng đồ đạc một lát tôi mang tấm mền bông đi trước sẽ trở lại liền một lát sau ngài quay trở lại phát hiện ra một trăm đồng tiền bạc để trong ngăn kéo thiếu mất sáu mươi bảy đồng ngài rất ngạc nhiên chợt nghĩ ra đây nếu không phải là vị trà đầu này lấy thì còn ai? Điều này thì không thể nói ra được. Nếu nói ra, rất có quan hệ đến danh dự người ta. Mất tiền còn có thể tìm lại được, còn mất danh dự thì thật khó lấy lại. Ngài nghĩ đến đó, nên giả như là không hay biết gì. Một lát sau, vị trà đầu cáo từ. Tự lão lại tặng ông 15 đồng bạc ông ấy không chịu nhận. Nhưng Pháp Sư nói rằng, làm người phải giúp đỡ lẫn nhau. Ông làm chức y bác, mỗi tháng được 20 đồng, tặng bớt một chút đâu có sao. Nghe vậy, vị trà đầu mới nhận. Không lâu sau, người trong chùa nghi vị trà đầu này sao có nhiều tiền quá, không biết từ đâu có. Vị trà đầu mới bảo là do Pháp Sư tự hàng cho, có người hỏi từ lão có đúng vậy không gặp người khác nhất định sẽ nói ra hành vi trộm cắp của người kia nhưng ngài vẫn từ bi độ lượng không nói xấu hắn một tiếng nào hành vi không nhớ lỗi cũ không ghét người ác này nếu không có tinh thần bình đẳng oán thân thì không thể làm nổi bố thí cho người từng gây oán với mình không nói lỗi cũ của người từng làm hại mình tinh thần này thật vĩ đại biết bao. Từ lão lại nói với tôi, ông trước giờ vốn là người gầy yếu, song từ khi xảy ra vụ này, lần lần trở nên mập mạnh, cái bụng di lặc cũng từ từ to ra. Không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác, người học Phật không nên giận cách đêm. Tinh thần thà người phụ ta, chứ ta không phụ người đã khuyên người học hạnh bồ tát nên khoan dung với người lầm lỗi dành cơ hội cho họ ăn năn cải đổi giúp đỡ họ quay về nẻo chánh đây mới là chân chính độ sinh không nhớ lỗi cũ không báo cừu rửa hận là điều mà người có tu dưỡng dễ dàng làm được còn không ghét người ác tức người oán ghét khi gặp mặt mà mình không sinh tâm oán ghét mới là điều rất khó muốn làm được oán thân bình đẳng nếu không có tấm lòng của bồ tát thì không thể được nên biết oán giận là điều tương đối mình giận người người cũng giận mình mọi người đối với oán giận nên mở không nên buộc mình khoan thứ với người thì người cũng khoan thứ với mình chúng ta không thể sống cô độc một mình quả đất tròn có ngày gặp mặt. Người mình yêu thích để lòng thương yêu, kẻ mình oán hận cũng mở lòng thương yêu. Như vậy mới có thể làm được việc oán thân bình đẳng. Thủa Phật còn tại thế, để bà Đạt Đa nhiều phen làm hại Đức Phật, như sai người hành thích, lăn đá trên núi xuống, cho voi say dày xéo, vân vân nhưng ngài chẳng những không oán thù mà còn thường nói đề bà đạt đa là tăng thường duyên cho ta để bà đạt đa là thiện trí thức của ta xem người ác như thiện trí thức phật sở dĩ là phật vì có lòng tự bi bao trùm trời đất có đức khoan dung đối với người ác thế giới ta bà là đời ác năm trượt trong đời ác năm trượt nghịch tăng thường duyên rất nhiều trong nghịch cảnh mà tu tập thì thành tựu rất mau trong cuộc sống tu hành nếu có người ác phá hoại đây không phải là một điều bất hạnh trái lại nó còn giúp cho đạo nghiệp chúng ta dễ dàng thành tựu không có bóng tối làm sao hiển hiện được ánh sáng quan minh không có ác độc làm sao có những điều lương thiện cho nên phiền não tức bồ đề. Hành giả đại thừa không oán ghét người ác, không sợ phiền não. Chỉ cần có tâm niệm oán thân bình đẳng, thì điều ác cũ là ân huệ của chúng ta, còn người ác là thiện tri thức của mình. Mây mù tan hết, sẽ là ánh dương quang rực rỡ chiếu soi. Dịch thơ Điều thứ sáu phải nên giác ngộ Nghèo khổ nhiều tật đố trách phiền Thường gây lắm việc oan khiên Ngang nhiên kết buộc ác duyên với người bậc Bồ Tát độ đời bố thí Bình đẳng tâm không nghĩ oán thân Càng thương những kẻ ác nhân Khoan dung hỷ xã những phần lỗi xưa Biểu đồ bảy Tóm tắt nội dung điều giác ngộ thứ sáu. Điều giác ngộ thứ sáu. Phàm phu trên oán trời thần, trời sao bất minh. Dưới oán thế gian, đời sao bạc bẽo. Trong oán quyến thuộc, người sao vô dụng. Ngoài oán thầy bạn, bạn sao lạnh nhạt. Kết ngang duyên ác. Bồ Tát tài bố thí dùng vật chất giúp người pháp bố thí đem tri thức dạy người vô úy thí làm an định tinh thần người bình đẳng oán thân giữ giới giữ giới chính là loại bỏ các hành động bất thiện và thực hành sự tu sửa phù hợp và sự kiểm soát hành vi của mình. Trong xã hội hiện tại, tự kiềm chế là một nhu cầu thật sự. Khi có người tự buông thả trong sự tự do quá trớn, không tôn trọng kẻ khác, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù chúng ta đều muốn có tự do, đặc biệt ở các nước phương Tây, nơi mà tự do chính là quyền cơ bản chúng ta phải cảnh giác cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Hãy hình dung ra một thế giới không có luật pháp và đạo đức. Có người chỉ hoàn toàn làm theo những gì họ thích, thì thế giới sẽ hỗn loạn biết chừng nào. Trong Phật giáo, sự tự kiềm chế được hình thành trên cơ sở luật nhân quả và giá trị của lòng vị tha. Luật nhân quả luôn tồn tại, cho dù chúng ta có tin hay không gieo gì gặt nấy chính là nguyên tắc cơ bản của luật nhân quả ở hiền gặp lành ở ác gặp ác cũng là một quan niệm không cần phải bàn cãi trên quan điểm pháp luật nếu một người phạm pháp nhưng không bao giờ bị phát hiện thì sẽ không chịu hình phạt tuy nhiên với luật nhân quả thì mọi việc sẽ không giống như vậy ngay cả khi hành động phạm pháp của một người không bị phát hiện người đó vẫn phải gánh chịu hậu quả đây là một quy luật tự nhiên cho dù có tin vào luật nhân quả hay không không ai có thể thoát khỏi sự chi phối của quy luật đó luật pháp và quy định trong mỗi quốc gia là do con người tạo ra hầu hết đều được thiết lập trên cơ sở lợi ích cá nhân và tượng trưng cho một hình thức ràng buộc mọi người lại với nhau mặt khác luật nhân quả giải thích trong phật giáo là một quan hệ ràng buộc tất cả chúng sinh cho dù là quan hệ giữa người với thú vật hay giữa thú vật với nhau tất cả phải tuân thủ luật này bất kỳ ai vi phạm luật này cũng sẽ gánh chịu hậu quả với sự hiểu biết về luật nhân quả chúng ta sẽ cân nhắc các hành động của mình và biết được những gì nên làm và những gì không nên làm trong câu ở hiền gặp lành ở ác gặp ác hiền và ác có thể được định nghĩa rất đơn giản như thế này những gì làm hại chúng sinh là ác những gì giúp ích được cho chúng sinh là hiền nếu hiền và ác là tiêu chuẩn đạo đức trong công ty tiêu chuẩn ấy có thể giúp thúc đẩy quan hệ trung thực giữa người quản lý và nhân viên rồi nhân viên đến lượt họ sẽ làm việc vì mục đích chung nhận trách nhiệm với xã hội và khách hàng bằng cách cung cấp những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ việc biết được những gì nên làm và những gì không nên làm tuân theo luật nhân quả làm cho người ta chú trọng hơn đến sự trung thực và tin cậy nhau hơn với sự trung thực và niềm tin cậy chúng ta có thể tạo ra một tình huống hai bên cùng có lợi cho cả công ty lẫn khách hàng các giao dịch kinh doanh có thể được phân chia thành ba cấp độ cấp độ thấp nhất là công ty được lãi nhưng khách hàng chịu thiệt tạo lợi nhuận dựa trên sự chi tiêu của khách hàng loại giao dịch này không tồn tại lâu dài vì không ai muốn tiếp tục giao dịch với doanh nghiệp sau một hay hai trải nghiệm không tốt ở cấp độ trung bình công ty lỗ khách hàng được lợi ở cấp độ cao nhất công ty và khách hàng đều có lợi một doanh nghiệp có khả năng làm lợi cho chính nó và cho cả khách hàng sẽ có triển vọng tốt ngược lại doanh nghiệp không hiểu gì về sự vận hành của luật nhân quả và làm bất cứ gì để tạo ra lợi nhuận sẽ bị đào thải thật sự không có gì là bí ẩn trong giáo lý về luật nhân quả của phật giáo chỉ vì nhiều người không hiểu gì phật pháp mới thấy bí ẩn. Ngoài ra, một số tín đồ Phật giáo lại hành động như thế. Họ đang biết thần thông. Làm như vậy, họ làm cho những điều bình thường trở nên bí ẩn và những điều thông thường trở thành chân lý thần thánh. Do vậy, đã gây hiểu lầm cho rất nhiều người. Mang lại lợi ích cho người khác Ngoài một số việc chúng ta cần phải làm vì lòng bi mẫn, cũng có một số việc chúng ta không thể làm được bởi vì chúng xung đột với lòng bi mẫn nếu có tình yêu thương và ước nguyện mang lại lợi lạc cho chúng sinh thì con người sẽ không làm điều gì trái với lương tâm và không làm hại người khác và họ cũng sẽ không làm những điều không có đạo đức trên thương trường điều này không chỉ tốt cho kinh doanh mà còn tốt cho toàn xã hội và mọi chúng sinh nhẫn nhục trong phật pháp nhẫn nhục bao gồm ba phần thứ nhất là chịu đựng gian khổ để thực hành thứ hai là tha thứ cho sự lăng mạ và bạc đãi của những người khác trong quá trình tu tập thứ ba là chấp nhận những tri kiến thâm sâu của phật pháp mà không hề sợ hãi hay bị sốc nhẫn nhục nên và có thể áp dụng được trong việc quản lý kinh doanh như sau thứ nhất là chịu đựng khó khăn để điều hành doanh nghiệp thứ hai là khoan dung và giúp đỡ đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh thứ ba là chấp nhận và dũng cảm đón nhận mọi sản phẩm công nghệ hay kỹ thuật quản lý mới trong kinh doanh thay vì khước từ sáng kiến mới bởi vì nó độc đáo và ưu việt hơn so với sáng kiến của mình chấp nhận khó nhọc thứ nhất đừng hoàn toàn chạy theo ham muốn của mình nếu chúng ta xuôi tay theo từng ham muốn của mình thì chính là chúng ta đang nuôi dưỡng nó. Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn khả năng thỏa mãn được ham muốn nữa, nó sẽ quay lại báo thù chúng ta. Nó bắt chúng ta phục tùng và biến chúng ta thành nô lệ cho của cải vật chất. Chúng ta biết rằng trong thời đói kém trước đây, ít người mắc những bệnh đang hiện hữu ngày nay. Mở trong máu cao huyết áp cao, vân vân. Những bệnh tật này do ăn uống quá độ gây ra. Có một giới hạn trong những thứ chúng ta dùng, cho dù là nhu cầu vật chất hay tinh thần, vấn đề sẽ phát sinh khi việc tiêu dùng này vượt quá giới hạn. Thật sự chúng ta không cần nhiều hàng hóa vật chất để có được một cảm giác vui sướng. Đôi khi, một vật rất tầm thường cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Hơn nữa, cảm giác hạnh phúc này còn vượt xa cảm giác do một vật xa xỉ có thể mang đến được do đó chúng ta nhất thiết phải học cách điều tiết tham muốn của mình thứ hai đừng lý tưởng hóa cuộc sống này hay thế giới xung quanh mình thay vào đó hãy cố gắng nhận ra những khiếm khuyết của thế giới này và chuẩn bị tinh thần rằng khổ đau sẽ đến và hãy tìm cách vượt qua việc bám chấp vào danh vọng của cải hay các mối quan hệ cá nhân không nên thái quá. Kẻo không, chắc chắn chúng ta sẽ khổ đau. Thứ ba, phải có lòng bi mẫn và ý thức trách nhiệm. Nhiều người sáng lập 500 công ty lớn nhất thế giới đã từng đối diện rất nhiều thách thức lớn ngay lúc khởi nghiệp. Nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành công của họ là lòng bi mẫn họ sẵn sàng phục vụ mọi người vô điều kiện bởi vì họ quan tâm đến mọi người với động lực này họ không ngã lòng trước những thất bại và thất vọng và họ cũng có dũng cảm để tiếp tục vươn lên nếu chúng ta chỉ quan tâm đến cái ngã chúng ta sẽ bỏ cuộc khi gặp sự thất bại nhỏ bé nhất lợi nhuận mà tôi có được từ việc điều hành doanh nghiệp này chỉ mang đến cho tôi chút sự hài lòng xét đến những khó khăn mà tôi phải vượt qua thì điều này chẳng đáng chút nào nếu chúng ta nghĩ theo cách này có thể chúng ta sẽ đóng cửa công ty và xin phá sản tuy nhiên nếu chúng ta có lòng bi mẫn và ước nguyện phục vụ một nhóm người nào đó thậm chí phục vụ nhân loại hay toàn bộ chúng sinh hữu tình chúng ta sẽ tiếp tục đi tới bất kể gian khó mà chúng ta sẽ phải chịu đựng kết quả của sự kiên trì đó chính là sự thành công điều này luôn đúng trong mọi tình huống hãy kiên trì rồi bạn sẽ thành công khoan dung sự cạnh tranh giữa các công ty là điều bình thường chúng ta phải khoan dung với đối thủ của mình thậm chí nếu họ không đáng tin không đạo đức và làm hại chúng ta chúng ta cũng nên nhẫn nại đối với họ nếu trong quá trình cạnh tranh chúng ta thất bại một hai lần chúng ta cũng nên giữ bình tĩnh và tìm cảm giác cân bằng đừng hành động bốc đồng hay phá giới nghiêm trọng qua việc vi phạm luật nhân quả khi không thể tránh việc chạm trán với đối thủ hay khách hàng chúng ta phải học cách đối diện với họ với tâm rộng mở chấp nhận và luôn luôn cải tiến khi một sản phẩm công nghệ hoặc một kỹ thuật quản lý mới được sản xuất hay được đưa vào khai thác chúng ta cần có dũng khí chấp nhận sáng kiến và thử thách mà nó mang đến chúng ta phải làm hết sức để ủng hộ sáng kiến nếu khó thực hiện lúc đó chúng ta cũng không nên cản trở hay dẹp bỏ sáng kiến này thậm chí nếu các đối thủ của chúng ta dùng chiến thuật để thu hút khách hàng và làm giảm lợi nhuận của mình, chúng ta cũng không nên cản trở hay làm khó khăn cho việc kinh doanh của họ vì sự ganh tị. Chủ doanh nghiệp phải tự rèn luyện mình trước, sau đó mới chuyển lòng bi mẫn và phương pháp đối diện khó khăn đến gia đình và nhân viên, thậm chí đến toàn thể xã hội và đất nước. Người như vậy mới có thể tìm thấy hạnh phúc cũng giống như câu nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ vậy tinh tấn trong phật giáo tinh tấn là hết sức nỗ lực để tu học thực hành giáo pháp và làm việc thiện tinh tấn chính là động lực của doanh nghiệp với sự tinh tấn doanh nghiệp sẽ phát triển một doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn sau thời gian dài hoạt động nếu như nó đơn thuần chạy theo lợi nhuận nếu doanh nghiệp được điều hành với lòng bi mẫn mọi người sẽ yêu thích công việc của mình nhu cầu của con người được ví như kim tự tháp hầu hết mọi người được thể hiện tập trung ở đáy tháp theo đuổi vật chất và nhu cầu sống cơ bản ở tầng trên là những người đã thỏa mãn những nhu cầu cơ bản và bắt đầu tìm kiếm những thứ phi vật chất như âm nhạc nghệ thuật triết học và tôn giáo chỉ một số rất ít người ở đỉnh kim tự tháp là có cơ duyên khám phá bí mật đằng sau sự kết hợp thâm diệu giữa lòng bi mẫn và trí huệ được giảng dạy trong đạo phật những giá trị trong cuộc sống của chúng ta phải phát triển theo thời gian và không thể chỉ giới hạn trong việc tìm kiếm vật chất khi chúng ta đã chín chắn hơn và đủ khả năng mở rộng trái tim đón nhận cả thế giới chúng ta sẽ vui vẻ học cách bố thí vô điều kiện cho mọi chúng sinh chừng nào có thể mang lại lợi lạc cho người khác chúng ta cam kết sẵn lòng không chút ngăn ngại cho dù có khó khăn và áp lực thế nào đi chăng nữa đó chính là nhờ sức mạnh to lớn của bi mẫn trong lòng chúng ta có một thông tin phổ biến rằng những ai không quan tâm công việc của mình là những người chỉ làm việc vì tiền tuy nhiên ở đâu có lòng bi mẫn người ta sẽ thấy rất yêu thích công việc của mình bởi vì công việc này có thể giúp ích và mang lại lợi lạc cho nhiều người hơn với sự nhiệt tình này họ sẽ chuyên cần và tích cực làm việc nếu tinh thần bi mẫn được thấm nhuần trong nhân viên các cấp doanh nghiệp sẽ phát triển đồng thời giá trị công ty sẽ bắt đầu thay đổi loại công ty như vậy sẽ không chỉ có khả năng cung cấp những sản phẩm tốt hơn mà còn đóng góp đáng kể cho xã hội và tiếp tục phát triển thiền định mục đích của thiền định là tịnh hóa tâm thức đối diện với những cám dỗ to lớn trong thế giới vật chất ngày nay tâm chúng ta dễ bị phân tán và không tĩnh lặng được thiền định do đó đã trở thành một kỹ thuật cần thiết và quan trọng để giữ tâm bình lặng chúng ta không nên nghĩ thiền định chỉ là pháp tu dành cho tu sĩ thật ra thiền định là cách thức hiệu quả để điều tâm ta và giảm căng thẳng cả phật tử lẫn những người không theo phật giáo đều có thể thực hành thiền trước đây chúng ta đã từng đề cập đến cựu quản lý của công ty toshiba người đã trì tụng kinh liên hoa hàng ngày và việc ấy đã giúp ông ấy thư giãn và thoải mái như thế nào để giảm mệt mỏi và căng thẳng ông ấy học kinh điển thay vì uống rượu khiêu vũ hay tham gia những hoạt động khác thật sự khi tụng kinh chúng ta mặc nhiên nhận được sự giá trị của chư phật và bồ tát ngoài ra khi tập trung liên tục vào những câu kệ rất thâm sâu và cảm động chúng ta cũng đang thư giãn tâm mình tuy nhiên khi tụng kinh cần phải có tính tâm vào đạo pháp nếu không có tính tâm sẽ không có ý định tụng kinh và do đó sẽ không có kết quả tích cực thiền định thì lại khác bởi vì sự hành thiền không đòi hỏi bất cứ tính tâm nào bất cứ người nào đang chịu nhiều áp lực mất ngủ hay rối loạn cảm xúc cho dù là người quản lý doanh nghiệp nghệ sĩ hay nhân viên bình thường có thể làm vơi đi tình trạng đau khổ và đạt được bình an trong tâm hồn bằng cách bỏ ra khoảng 1 giờ buổi sáng và tối để hành thiền. Làm như vậy, người đó sẽ ngủ tốt hơn, điều hòa được tâm mình và loại trừ phiền muộn. Vì lý do này, chúng ta nên nghiên cứu Thiền tông và thực hành thiền định không có nơi nương tựa về tinh thần căng thẳng có thể hình thành và vượt quá tầm kiểm soát tôi tin rằng nhiều quan niệm và phương pháp điều tâm của phật giáo đều là hữu ích cho con người trong thế giới hiện đại này khi chúng ta sẵn lòng đón nhận những quan niệm và phương pháp điều tâm này sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta trong quá khứ khi sản phẩm vật chất không được cung cấp nhiều những vấn đề về tinh thần ít được quan tâm hơn ngày nay với sự phong phú của sản phẩm vật chất những vấn đề về tinh thần đã xuất hiện những phương pháp phật giáo lại càng trở nên cần thiết hơn trong lúc này các kỹ thuật thiền định đặc thù đã được giới thiệu trong các chương trước trí huệ cốt lõi thật sự của phật giáo là trí huệ sự khác nhau chủ yếu giữa phật giáo với các tôn giáo khác hay các ngành khảo cứu khác hay nói cách khác là đặc điểm nổi trội chính là trí huệ trung đạo cho dù đang điều hành hay quản lý một doanh nghiệp chúng ta phải đứng ở vị trí trung dung và tránh rơi vào hai điểm cực biên lấy ví dụ nếu hệ thống quản lý của một doanh nghiệp quá khắc nghiệt nhân viên sẽ không chịu nổi khó khăn điều này có thể dẫn đến việc tự tử, tử hay những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của công ty ngược lại nếu hệ thống quản lý của doanh nghiệp quá lỏng lẻo nhân viên sẽ trở nên lơ là và coi thường nội quy điều này lại có thể gây trở ngại cho sự phát triển của công ty phân biệt giữa tốt và xấu người quản lý doanh nghiệp phải phân biệt giữa tốt và xấu và biết rõ ràng loại hình kinh doanh nào đúng hoặc sai mọi việc làm gây tổn hại cho xã hội nhân loại hay chúng sinh hữu tình đều là xấu ác và phải được tránh xa bất cứ việc làm mang lại lợi ích cho xã hội nhân loại và chúng sinh hữu tình là tốt và cần được thực hiện thông minh thôi là chưa đủ một người còn phải có trí huệ phân minh với sự thông minh chúng ta chỉ có thể học cách kiếm tiền với trí huệ chúng ta sẽ học được cách thực hiện việc đúng đắn quan niệm đúng đắn về tiền bạc trong nội dung thảo luận trước đây chúng ta đã đề cập đến việc bản thân tiền không xấu và cũng không phải là vạn năng chúng ta cần phải học cách kiếm tiền để không phải trở thành người giàu tiền bạc nhưng lại nghèo về tình cảm đầu tiên hạnh phúc không phải hoàn toàn không phụ thuộc vào tiền bạc khi thu nhập vượt quá một mức độ nào đó thu nhập sẽ chỉ là những con số thống kê trong tài khoản của chúng ta và không còn liên quan đến cảm thọ hạnh phúc nữa vì vậy chúng ta không nên ảo tưởng rằng chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay sau khi trở thành giàu có nhận thức sai lầm này đến từ việc không có được một quan niệm đúng đắn về tiền bạc nếu chúng ta có kỳ vọng không thực tế về tiền, một ngày nào đó, chúng ta sẽ thất vọng não nề. Có lần, người ta đã tiến hành một cuộc khảo sát ở Mỹ. Theo đó, những người tham gia gồm có 400 người giàu nhất nước Mỹ và 1.000 người khác. Trong đó có cả những người thuộc nhóm nghèo và thu nhập thấp được yêu cầu đánh giá mức độ hạnh phúc của mình theo thang điểm từ 1 đến 7. 1 nghĩa là rất đau khổ, và bảy là rất hạnh phúc. Kết quả cho thấy chỉ số hạnh phúc trung bình của những người rất giàu là 5,8. Chỉ số hạnh phúc của tộc người thiểu số Inuit ở Greenland, nơi khí hậu lạnh giá quanh năm, cũng là 5,8. Ngạc nhiên hơn nữa, những người du mục Maasai ở Kenya vốn sống nghèo khó trong những túp lều cỏ không điện không nước. Cũng có chỉ số hạnh phúc của họ vẫn là 5,8. Do đó, chúng ta không nên đặt mọi hy vọng của mình vào tiền bạc. Có một quyển sách được viết bởi CEO của một công ty đa quốc gia tại Mỹ rất nổi tiếng. Ông ấy có một sự nghiệp rất thành công mà ông đã gây dựng cả đời. Cuối cùng ông phát hiện ra mình bị ung thư và chỉ còn sống 3 tháng nữa trong khoảng thời gian đó ông nhanh chóng sắp xếp công việc ở công ty dành thời gian để chiêm nghiệm thế nào là sống thật sự và ghi chép lại những trải nghiệm đó trong quyển sách ông nói rằng ông ấy chỉ thật sự được sống trong ba tháng cuối cùng của đời mình trước đó ông ấy chưa bao giờ có thời gian dành cho gia đình hay bản thân để được thăng tiến trong sự nghiệp mỗi ngày ông ấy đều làm việc thêm giờ và chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đây thật sự là một bi kịch tại sao chúng ta lại phải chờ đợi đến phút cuối để kinh nghiệm về ý nghĩa của cuộc đời để buông bỏ những lo lắng không cần thiết và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè chúng ta phải thật thông suốt về những gì mình muốn đó là tiền bạc hay hạnh phúc rất khó để có được cả hai thậm chí nếu chúng ta có được sự may mắn và có khả năng kiếm nhiều tiền không gì đảm bảo chúng ta sẽ có thể sống như cách mà chúng ta mong muốn chúng ta có thể hình dung nếu chưa đạt một mức độ thành tựu tâm linh nhất định thật khó để duy trì sự bình yên trong tâm hồn trước những nhu cầu bất tận và áp lực công việc là người bình thường chúng ta thường chỉ có một sự lựa chọn mà thôi vô ngã. Trong Phật giáo, vô ngã là một khái niệm rất thâm sâu. Tinh túy của vô ngã trong Phật giáo được thể hiện tốt nhất trong Bát Nhã Tâm Kinh. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thuật ngữ sắc chỉ vật chất vốn hoàn toàn giả huyễn và rỗng rang. Điều này cũng giống như trong phim Ma trận. Theo đó, thế giới được mô tả như một hệ thống máy tính khi hệ thống sụp đổ thế giới bên ngoài tan rã kinh dạy chúng ta rằng thế giới chỉ là ảo ảnh vạn pháp kể cả cái ngã và tất cả những gì chúng ta sở hữu đều không có tự tánh tuy nhiên chúng ta không nhất thiết phải hiểu được quan điểm này ngay bây giờ đối với hầu hết chúng ta vô ngã tạm thời trong giai đoạn hiện tại có nghĩa là quên đi bản thân mặc dù không thể hoàn toàn vô ngã trong giai đoạn bắt đầu chúng ta cũng nên cố gắng hết sức để bớt nghĩ về bản thân và lợi ích của chính mình mà nghĩ đến người khác nhiều hơn một ngày nào đó chúng ta có thể dấn thân một cách hào sản nghĩa là khi chúng ta có thể cống hiến cho doanh nghiệp và thông qua của cải của chúng ta cống hiến cho xã hội và nhân loại thì đó chính là pháp hạnh Khenpo Tsutim Lutro là một trong những đạo sư quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta. Là một giảng sư hướng dẫn các tu sĩ, một tiến sĩ Phật học giữ công việc điều hành tại tu viện Ngũ Minh Shetha Larung ở Tây Tạng. Ngài quán xuyến việc giáo dục tăng ni ở Lan Rung hơn 20 năm qua và liên tục đào tạo ra nhiều thế hệ tu sinh thành tựu Kenpo thường đi hoàng hóa khắp nơi tại Trung Quốc, Tây Tạng, Hồng Kông, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Nam Dương, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, vân vân để giảng dạy giáo Pháp, cổ vũ việc bảo vệ sinh mạng của tất cả các chúng sinh hữu tình và khuyến khích sự nhận thức sâu sắc về môi trường và giáo dục. Ngài cũng có công dẫn dắt phong trào ăn chay ở tây tạng bồ đề tâm vương tâm tối thượng tâm vô cùng trân quý nơi tâm ý chưa sinh xin cho tâm ý nảy sinh nơi tâm ý đã sinh xin cho tâm ý đừng bao giờ thối chuyển mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vương lên vương lên cao hơn